Kinh Bi Hoa nói Di Đà Nhân Địa và Cực Lạc Trang Nghiêm đều nói rõ Phật này tiếp dẫn khi lâm chung, nguyện lực thù thắng nhiếp thọ giảng sanh, cho thấy nguyện dương của Phật A Di Đà diệu đức khó nghĩ bàn, đại ân đại lực không thể đo lường. Từ kinh A Di Đà của ngài Huyền Trang phiên dịch và đoạn khai thị trong kinh văn của kinh Bi Hoa, ta có thể lãnh hội được. Người niệm Phật khi lâm mạng chung, Phật đến tiếp dẫn. Sự thù thắng trang nghiêm đó chứ gì phải biết, khiến tâm được niệm và vô sanh nhận. Đây là ai? Là thượng thượng phẩm giảng sanh. Khoảng mức độ nào chúng ta có thể lãnh hội được? Công phu niệm Phật thuần thuộc, khi lâm mạng chung không hề bệnh hoạn, không có bệnh khổ, biết trước giờ chết, giảng sanh tự tại. Người như vậy có thể lãnh hội được. Cũng chính là như thế nào? Bình thường niệm Phật, nghiệp chướng của họ tiêu trừ, nên khi mạng chung được đại tự tại như thế. Đây là mong muốn của chúng ta. Tình trạng này khi lâm chung cần người trợ niệm chăng? Không cần thiết. Họ không có chút vướng bận nào, cũng không hề sanh bệnh, nói đi là đi. Tình hình họ ra đi nhất định giống như trong kinh Bi Hoa nói, đây là thượng thượng phẩm giảng sanh. Sanh đến thế giới Cực Lạc là hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Ai làm được? Chúng ta tuyệt đối đừng cho rằng mình nghiệp chướng quá nặng nề, chắc không làm được điều này. Chúng ta hạ phẩm giảng sanh là quá tốt rồi. Quan niệm như thế là sai lầm. Các bậc cổ đức đích thực ở trước chúng ta đã học. Có người nói thượng bối giảng sanh là Bồ Tát, trung bối giảng sanh là A La Hán, là Bích Chi Phật, phàm phu giảng sanh chỉ ở hạ bối. Các bậc cổ đức có cách nói như thế, nhưng Đại sư Thiện Đạo không nói như vậy. Đại sư Thiện Đạo nói là sự động viên rất lớn cho chúng ta. Ngài nói tứ độ tam bối cửu phẩm đều do gặp nhân duyên khác nhau. Hay nói cách khác, người tạo tội ngũ nghịch thập ác, nếu gặp được nhân duyên thù thắng, có thể được thượng thượng phẩm giảng sanh chăng? Được. Nhân duyên vô cùng quan trọng. Gặp được thiện hữu tri thức, gặp được pháp môn này, nhân duyên của chúng ta thù thắng vô cùng. Chứ gì cần phải biết điều này.